Hi, mình xin chào bà con nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ một cái cách, một cái kinh nghiệm của mình nhỏ của mình để là mà dỗ béo cho những con bò thật là siêu gầy luôn bà con, ốm nhau ốm nhách luôn á. Rồi với mà không phải dùng thuốc thì tiền thì cũng không có là bao nhiêu. Thì những cái con bò nào mà được sử dụng như là cái phương pháp này thì mình cũng chia sẻ với bà con là những cái con bò gầy ốm, rất là ốm, có nghĩa là nó ốm vì thiếu dinh dưỡng, chứ không phải là ốm vì bệnh tật, như là ốm kiểu như là bệnh mà không có trị được, như là vì đường tiêu hóa nè, hoặc là bệnh gan hay thủy sán lá gan, mà cũng như thời kỳ cuối rồi, những cái bệnh mà mình không có trị được đó, là nó ốm quá thì mình chỉ là làm cho nó bóng mập được chút đỉnh thôi, chứ nó không có mập được mà như ý mình nha bà con. Còn đối với những cái con bò mà nó gầy ốm quá, cũng như là người ta chăm sóc mà nó không có đầy đủ thức ăn nước uống, rồi bỏ bê nó thì mình về mình làm cái phương pháp này thì bò rất là mập. Rồi thêm nữa là những cái con bò cái mà kiểu như nó lên giống bị yếu, bà con lên giống mà yếu thì lên giống yếu thì mình cho phối giống là nó sẽ hiệu quả đậu rất là thấp, thì mình sử dụng phương pháp thì cũng rất là tốt. Rồi một cái đối tượng thứ ba nữa là những cái con bò mà nó mới vừa bệnh, nó mới vừa khỏi á, thì nó có thể nó ốm hoặc là nó xù lông xù lá, thì mình có thể sử dụng trong một cái phương pháp này vẫn được luôn. Thì cái phương pháp này thì mình nghĩ rất là nhiều bà con đã biết rồi, mình chỉ chia sẻ cho những bà con nào mới vào nghề nuôi thôi mà chưa có biết á. Rồi hồi nãy mình quên nói nữa, cái này mình sử dụng luôn được cho cả cái con bò giống mình á, bò nhảy nọc bà con, bò nhảy nọc á, cũng rất là tốt. Thì cũng phương pháp thì cũng rất là đơn giản. Bây giờ mình không có làm dài dòng nữa, thì mình mời bà con mình xem mình làm cái gì nha bà con. Mời bà con. Mình có một tay à, mình không có người quay cho mình á, thì mình tự mình quay thì mình làm cũng hạn chế. Thì trên tay mình đây là một cái chai bia nha bà con, thì rất đơn giản thôi. Giờ đây thì mình có thêm hai cái hộp gà đó, thì để mình cho bò, mình quậy cho con bò nó uống rất là mau mập nha bà con. Bây giờ mình khui ra mình làm, thì mình khui ra thì cái chai bia nó rất là đầy, thì mình tùy theo mình muốn gót vô cái gì mình gót. Thì ở đây thì mình gót vô cái thau rồi mình cho nó uống luôn đó. Mình gót ra nè bà con, mình gót để cho nó lưng, để mình để hai cái hột gà vô cho được nha bà con. Bây giờ mình tiếp tục mình lấy hai cái hột gà để vô, thì mình đập hột gà. Mình nên làm có cái trồng cỏ cho nó bể ra mới được cho bà con. Thì cái này bà con tùy muốn cho uống hai hộp ba hộp cũng được. Cái này gà rồi tiểu hết cái trong trắng này. Ây da. Như vậy nè bà con, ấy lại cho nó chín chút xíu, nó chín thôi con, cẩn thận nha, nó phúng lên lắm nè. Thì bây giờ mình bắt đầu mình cho nó uống nha bà con. Thì ở đây mình có cái con ba bê này nè bà con, hổm gài thì nó bị ho. Bị ho quá. Thì mình trị nó vừa hết thì
hôm nay mình sẽ mình cho nó uống, thì cho uống vậy cho nó phục hồi công lực nha bà con. Khi bà uống thì bà con cầm cái chai nó cẩn thận để nó làm đi rớt. Thơm muốn chết luôn. Với cái cách làm này á, thì nó cũng không có tốn bao nhiêu tiền nha bà con. Thì nó mình mua bia loại rẻ bà con, loại như mình mua nó loại khoảng 140-150 ngàn một thùng, nó được hai chục chai. Thì 20 chai đó khoảng 7.000 chai, thì mình cho uống hai cái hột gà. Hai cái hột gà thì nếu mình ra ngoài chợ á, mình mua thì nó mấy cái hột gà giạc á, không phải gà giạc là gà hư nha bà con. Hột gà mà cũng như nó nhỏ mà kiểu người ta không có ấp được á, nhưng ta mua ta lựa những cái hột bự, người ta lấy hột nhỏ người ta bán rất rẻ, khoảng 2.000 hột. Thì mình cho hai hột 4.000 với cái bia 7.000 thì 1.000, thì 20 chai thì tầm ở 200-300 ngàn các bạn. Thôi video mình đến đây xin tạm dừng nha bà con. Thì